Kiatisak phản biện cực gắt, dự đoán bất ngờ trận Việt Nam với Indo, Thái Bắc liên tiếp nhận tin vui. Huấn luyện viên Kiatisak của Hoàng Anh Gia Lai đã dự đoán sớm trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ là màn quyết đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Ở chung kết, tôi muốn Thái Lan và Việt Nam gặp nhau. Đội luôn được xem là kình địch của chúng ta. Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị hơn rất nhiều so với các trận bán kết. Việc chọn ra đội vô địch ở giải đấu năm nay thì không dễ dàng khi mà các đối thủ đều không yếu. Ngay cả Indo cũng là một đội tuyển mạnh. Huấn luyện viên Kiatisak đã chia sẻ trên FMM Sport chiều ngày 5 tháng 1. Lần gần nhất Việt Nam và Thái Lan chạm mặt nhau ở chung kết AFF Cup là vào năm 2008. Khi đó, vị huấn luyện viên Kalisto đã giúp cho Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và giành chức vô địch ở trên sân Mỹ Đình. Ở lần chạm mặt gần đây bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam đã thua Thái Lan với tỷ số là 0-2. Nhận định về đối thủ Malaysia, ông Kiatisak đã cho biết, làm khách ở trên sân Bukit Jalil không dễ dàng, hàng chục cổ động viên sẽ hò reo suốt trận, các cầu thủ sẽ không nghe thấy những sự chỉ đạo hay lời động viên của ban huấn luyện. Nhưng nếu họ tận dụng kinh nghiệm bản thân và đá đúng chiến thuật đề ra thì tôi tin họ đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin vị huấn luyện viên Bao Kinh sẽ có chiến thuật để đối phó. Cá nhân tôi cho rằng các cầu thủ Thái Lan đủ kinh nghiệm để vượt qua sức ép, chiến lược gia 49 tuổi cho biết. Huấn luyện viên Kiatisak đánh giá không khí ở sân Bukit Jalil không sôi nổi và máu lửa bằng sân ở Indonesia, Senayan. Huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai cho biết, không khí ở Senayan rất náo nhiệt, ầm ĩ và có phần bạo lực. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều đó qua những trận đấu ở quá khứ. Dưới bài đăng của SMM Sport, hàng loạt các cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự đồng tình. Có ý kiến cho rằng, trước giờ bóng lăn nói sao cũng được. Ở vòng loại thì các đội bóng ở bảng B, đội nào cũng đòi thắng Việt Nam nhưng cuối cùng thất bại. Đến giờ huấn luyện viên Indo cũng thế, cứ ngồi yên, Việt Nam sẽ tặng vào lưới của Indo ít nhất 2 bàn và sẽ không để cho Indo ghi bất kỳ bàn nào. Huấn luyện viên Shin đã nói, Việt Nam chưa thủng lưới vì toàn gặp đội yếu. Để chờ đến ngày 6 tháng 1 xem Indo đã không thủng lưới Việt Nam thì Indo là đội bóng yếu đối với Việt Nam. Một tài khoản Putin thì cũng đã chia sẻ rằng trận tới Indo của huấn luyện viên Sinteyong có ghi bàn nổi vào lưới của Việt Nam hay không. Nếu Indo không ghi nổi bàn vào lưới của Việt Nam thì đích thị Indo cũng là đội yếu. Ông Shin nói là đúng. Cùng phản đối ý kiến của huấn luyện viên Sinteyong, một tài khoản Nachamin đã hỏi thẳng, vậy bảng A của Indo toàn đội mạnh như Campuchia, Philippines, Thái Lan, nên trừ Brunei ra thì khi nào Indo cũng phải vào lưới nhật bóng một lần ha. Một ý kiến khác cho rằng, mong rằng muốn chiến thắng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Shin nên nhắc nhở các cầu thủ của mình chơi bóng thật sự chứ đừng có đá người. Có thể nói là trận đấu giữa Việt Nam và Indo tại AFF Cup mang tới rất nhiều cảm xúc khi mà cuộc đối đầu giữa hai đội trong quá khứ thì quá đỗi được kịch tính. Phút 90+3 trong trận bán kết lượt về AFF Cup năm 2006, cú ra chân của Vương Minh Tuấn làm tung lưới Indo, làm nổ tung cầu trường của Mỹ Đình. Trong giây phút ăn mừng, Tuấn đã rưng rưng nước mắt, chắp tay cầu nguyện lên người bố qua đời trước đó không lâu. Một bàn thắng đầy cảm xúc của cầu thủ gốc Quảng Ninh. Đây vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ nhất. Bởi pha lập công để đội này không thể đưa thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vào chung kết vì cầu thủ Indo bị ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ. Thất bại đã kéo theo nỗi đau chưa thắng của Indo và Việt Nam ở AFF Cup lên con số 20. Và sau đó, sau 24 năm khi mà thầy trò ông Park Hang-seo bị đối thủ cầm hòa tại vòng bảng AFF Cup 2020. Lần gần nhất và cũng là lần duy nhất Việt Nam đánh bại Indo ở AFF Cup là năm 1996 với chiến thắng là 3-2. 8 cuộc đối đầu liên tiếp giữa hai đội mang cơn ác mộng cho Việt Nam, 3 lần phơi áo và 5 trận kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Niềm tin của người hâm mộ chạm đáy AFF Cup 2004 khi Việt Nam thua Indo 0-3 và dừng bước từ vòng bảng dù được chơi trên sân Mỹ Đình. Từ ngày huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp cầm bàn thì dù có vết cợn với thất bại bán kết AFF Cup 2020, nhưng bóng đá Việt Nam phần nào xóa đi nỗi sợ trước Thái Lan khi đã có nhiều chiến thắng tại cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Tương tự, người hâm mộ nước nhà đã quen hưởng thụ với niềm vui trong các cuộc so găng với Malaysia. Nhưng trong nhóm Big Four Đông Nam Á hiện nay, Indo vẫn có điều gì đó bí ẩn mà ông Park cùng với các học trò vẫn chưa thể giải hòa. Kinh nghiệm đánh bại Indo ở vòng bảng World Cup 2022 cùng với 3 chiến thắng khác thuộc cấp độ U23 chưa đủ để ông thầy người Hàn Quốc giúp Việt Nam thoát khỏi vòng xoáy lời nguyền. Không phải Thái Lan, Malaysia hay Singapore, Indo mới chính là đối thủ kỵ sơ của Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang đi tìm công thức chiến thắng Indo trong kỳ AFF Cup. Cuộc tái đấu lần này, ông Park có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng và Đoàn Văn Hậu, 3 trụ cột lỗi hẹn trong trận đấu cách đây 2 năm. Nhưng Indo và huấn luyện viên Shin đã nâng cao hơn về trình độ.
nhìn cách họ có thể khiến Thái Lan vất vả kiếm một điểm trong chảo lửa Bungkano, dự báo về một chuyến đi lành ít dữ nhiều của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Gặp Indo ở vòng đấu AFF Cup 2022 thì Việt Nam sẽ nhận về một trong hai kết quả: phá vỡ lời nguyền chưa thắng đối thủ 26 năm hoặc chịu đựng nỗi đau kéo dài thêm 2 năm nữa. Người hâm mộ Việt Nam có thể chai sạn cảm xúc thất bại sau một quãng thời gian dài, nhưng niềm tin vào đội tuyển vượt qua lời nguyền thì vẫn luôn song hành. Đó là cái duyên bất bại của huấn luyện viên Park Hang-seo mỗi khi mà thi đấu với các đội tuyển xứ sở bán đảo. Hay nghe huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin trước trận đấu: Indo là một đối thủ không dễ chơi nhưng Việt Nam đủ sức để thắng. Trước trận bán kết AFF Cup 2022, The Reddit của Indo đã đăng tải bài viết tựa đề "Coi chừng đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park Hang-seo, người chưa từng thua Indo". Trong suốt lịch sử AFF Cup, Indonesia mới chỉ thua một lần Việt Nam vào năm 1996, nhưng nên nhớ rằng dưới thời ông Park, chuyến binh sao vàng chưa thua Indo. Kể từ khi ông Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Indonesia đã 7 lần đối phó với cầu thủ này, và trong đó có 3 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Kết quả Việt Nam thắng 6 và hòa 1. Bài viết đã để lại 7 cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indo dưới sự dẫn dắt của ông Park. Garuda đã hòa trận duy nhất ở vòng bảng AFF Cup 2022 với tỷ số là 0-0. 6 trận còn lại, họ đều thất bại trước Việt Nam. Đội bóng xứ Vạn Đảo đã thua 1-3 và 0-4 tại vòng loại thứ 2 của Cup 2022. U23 Indo đã thua 1-2 và 0-3 tại SEA Games 30. Trong năm 2022, đội tuyển U23 thua 0-1 ở vòng loại châu Á và 0-3 tại SEA Games 31. Thành tích đối đầu gần đây rõ ràng không tốt, nhưng có thể nói là một động lực để cho McCulloch và đồng đội thi đấu quyết tâm hơn. Nếu loại được Việt Nam, Indo sẽ phá bỏ kỷ lục buồn trong suốt 5 năm, tiến thêm một bước vô địch. Đó cũng là một món quà chia tay, buồn vui lẫn lộn cho ông Park. Cây viết này đã dự đoán. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội diễn ra vào lúc 16:30 ngày 6 tháng 1 được dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Indo chắc chắn rất thú vị. Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào, trong khi Indo lại dứt điểm kém. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ghi 12 bàn, còn Garuda ghi 12 bàn và thủng lưới 3 lần. Indo thì cần xem lại khâu dứt điểm. Đơn cử như trận gặp Philippines, họ tạo ra 16 cơ hội nhưng chỉ thắng 2-1, Sinonew đã nhận định. 12 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi 9 cầu thủ, trong đó Tiến Linh góp 3 bàn. Truyền thông Indo cho rằng đội nhà phải khắc chế được tiền đạo 25 tuổi này. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tăng lên nhờ sự trở lại của tiền đạo khao khát ghi bàn Nguyễn Tiến Linh. Anh dính chấn thương trong trận gặp Myanmar nhưng đã sẵn sàng ra trận. Cầu thủ của Bình Dương đã thể hiện được phần nào phẩm chất tại AFF Cup năm nay với 3 bàn thắng. Sinonew đã viết.